Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, dự kiến số ca mắc sẽ còn có thể tăng trong thời gian tới. Vĩnh Phúc đã dừng một loạt các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, lập các chốt kiểm soát ở những vùng có nguy cơ cao. Đặc biệt chuẩn bị các điều kiện để kích hoạt lại bệnh viện dã chiến nếu trong tình huống số ca mắc gia tăng cần phải điều trị bệnh nhân tại chỗ. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ tháng 2 năm 2020. Khi đợt dịch đầu tiên bùng phát tại địa phương này, bệnh viện với 200 giường chuyên để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Sau khi dịch bệnh được đẩy lùi, để tận dụng cơ sở vật chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai một số khoa phòng điều trị tại đây. Đợt này khi dịch bệnh bùng phát trở lại, chỉ trong một ngày, tất cả các bệnh nhân điều trị đã được chuyển về bệnh viện tỉnh để trả lại cơ sở vật chất, sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến nếu dịch bùng phát. Chuẩn bị cơ sở hạ tầng vật chất trở lại sẵn sàng hoạt động bệnh viện với quy mô là bệnh viện 200 giường và với nhân lực là 196 nhân lực thì sẵn sàng khi có lệnh kích hoạt bệnh viện dã chiến thì chúng tôi có thể bắt tay vào tiếp nhận và điều trị bệnh nhân được ngay. Bệnh viện dã chiến thì chúng tôi đảm bảo được các bệnh nhân điều trị trang thiết bị đủ để điều trị các bệnh nhân nặng. Khi bệnh nhân diễn biến nặng thì chúng tôi tại khoa hồi sức ở đây thì chúng tôi có bố trí 20 giường hồi sức, có các thiết bị như máy thở, máy lọc máu, máy xét nghiệm đông máu, khí máu, tất cả chúng tôi đều có chuẩn bị sẵn sàng. Tránh dịch bùng phát trong cộng đồng, những đối tượng nghi ngờ đều được đưa tới khu vực cách ly tập trung. Hai khu cách ly tập trung tại trung đoàn 834. Đợt dịch này đã tiếp nhận hơn 700 công dân, chủ yếu liên quan tới quán bar Sunny tại thành phố Phúc Yên và trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen tại thành phố Vĩnh Yên. Các công dân khi vào đây đều được phân luồng, khám sàng lọc, sau đó phân phòng, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Tuy nhiên trong đợt này, cán bộ y tế gặp nhiều khó khăn trong công tác điều tra dịch tễ. Bởi vì phân luồng triệu chứng nó cũng không rõ ràng. Thứ hai là cái nguồn tiếp xúc mà điều tra dịch tễ trong đợt này thì khai báo là không trung thực. Nên là phối hợp với các huyện trong đợt này vừa lấy lời khai dịch tễ từ tuyến cơ sở. Sau đó chúng tôi với những cái kinh nghiệm rồi mềm mỏng để chúng tôi khai thác tình hình dịch tễ sâu hơn để mà nắm bắt được những cái đối tượng đấy để mình có thể phân luồng trong những trường hợp F1. Tôi xác định là chống dịch như chống giặc và nhiều bộ phận là ngày thì không nghỉ và đêm thì không ngủ để bảo đảm chuẩn bị tốt nhất cho các khu cách ly do tỉnh giao. Hiện nay thì hệ thống cơ sở vật chất đấy, cho phục vụ cho công dân vào cách ly này chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ từ chăn màn giường chiếu để các lực lượng phục vụ. Xét nghiệm thần tốc là chìa khóa then chốt trong kiểm soát dịch bệnh. Mỗi ngày, hệ thống xét nghiệm của Vĩnh Phúc xét nghiệm tối đa khoảng 1.500 mẫu đơn. Ở thời điểm hiện tại có thể tạm đáp ứng đủ. Tuy nhiên, ổ dịch lần này ở những quán bar, quán massage, nhà hàng có đông người qua lại, nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Để xét nghiệm nhanh thì Vĩnh Phúc vẫn cần có sự hỗ trợ thêm từ Bộ Y tế. Cái tình hình dịch bệnh như hiện nay thì về mặt cơ bản chúng tôi có thể tạm thời có thể đáp ứng được với phương pháp mà Bộ Y tế đã khuyến cáo trong trường hợp gộp mẫu. Tuy nhiên với cái nguy cơ tiềm ẩn, tiềm tàng với số lượng cái người mà nhiễm, nghi nhiễm từ những cái nơi nó nhiều người qua lại mà khó xác định như vậy thì để đáp ứng được cái việc truy vết nhanh bằng những việc xét nghiệm thì chúng tôi vẫn cần có sự cái hỗ trợ thêm để đảm bảo chúng ta thần tốc truy vết theo cái tinh thần của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình dịch bệnh dự báo có thể phức tạp trong thời gian tới. Hơn lúc nào hết, những người từng tiếp xúc với các ca F1 hoặc nghi ngờ từng tiếp xúc với các ca F1 cần kịp thời khai báo y tế để chúng ta không cần phải kích hoạt lại bệnh viện dã chiến.